Xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ không có làm cuốn sách đen thừa lùi mà làm màu cam là ngữ pháp nha. Ngữ pháp thì mình review lại chút xíu, chúng ta đã đi cùng nhau được 50 bài, 51 bài rồi, tới nay là bài 52 nha. 52 là bài I want you to. Cái này là tôi muốn bạn làm cái gì. Bình thường là cái câu là chủ ngữ tôi đi học đi làm này kia thôi. Hôm nay là có hai cái con người trong một cái câu này. Tôi muốn bạn làm gì? I told you to, tôi kêu bạn làm cái gì? Cái này thì hữu ích nha. Đảm bảo là ý da, lộn trang rồi. Bữa nay là trang 111 nha. Hữu ích, đảm bảo hữu ích luôn mọi người. I want you to, tức là tôi muốn bạn. To là để, mình tạm dịch là để, hay là có nghĩa là làm cái gì đó cho tôi á, ta kiểu vậy. Hoặc là I told you to, tôi á, tôi kêu bạn, tôi biểu bạn, tôi bắt buộc bạn đó, tôi yêu cầu bạn á, giống như là yêu cầu á, I told you đó, yêu cầu bạn làm gì á, làm cái gì đó đó, kiểu vậy nha. Rồi giờ vậy nè, nhìn vô đây câu A nè, có hình là dễ nhìn là dễ hiểu mọi người. I want you to trước nha. Bây giờ bạn nói là I'm going, thì bạn này kêu nói là, thì cái cô này đi, cái anh này mới nói là please don't go. Ok, cái mặt biểu cảm của bạn này, cái càm hất lên đó, cái ông này, cái mặt ông này giống mếu vậy, cái mặt không giống robot nữa thôi luôn á. Rồi please don't go có nghĩa là gì? The woman wants to go, cái bà này thì muốn đi. Còn cái người này, the man doesn't want the woman to go, ông này không muốn bà đi, có nghĩa là ông muốn bà ở lại. He wants her to stay. Sến thì thôi nhé luôn á mọi người. Ừ, sao nó lấy cái này sến, mà công nhận sến vậy dễ nhớ phải không? Dễ nhớ không? Đây, câu bình thường nè, bà này muốn đi là chuyện của bà, không có bàn tới nha. Cái ý của mình là hai câu này nè. Một là bà, ông này không muốn bà đi, doesn't want the woman to go, có nghĩa là muốn bà ở lại. He wants her to stay. Đó, thì hôm nay tới đây là hết cấu trúc của mình, không có gì để nói nữa hết luôn mọi người nha. Xong rồi đó, nếu mà tới đây hiểu được là xong rồi đó, là mình tập được luôn. Rồi hiện nay người ta giảng thêm cho mình thôi. Đó là mình sẽ nói là tôi muốn, rồi cái người nào đó, và to do something tức là làm cái gì đó cho mình, thấy không? Đó, cấu trúc của nó là như vậy. Mà kể cấu trúc đi, mình làm vài câu nữa là mình quen, mình thuộc luôn, mình nói được luôn á mọi người nha. Đây, I want you to be happy, cao thượng dữ chưa? Tôi muốn bạn được vui vẻ. Đó, không phải là I want that, thôi bỏ câu này luôn đi. Câu này mọi người gạch thẳng cho mình luôn đi, đừng nhìn tới nó luôn, không cần phải đọc nó luôn. Ý là cái câu này người ta kêu mình đừng có xài, mà đừng có xài thì đừng có để nó xuất hiện trong cái suy nghĩ của mình luôn. Dẹp qua một bên, chỉ biết câu đúng thôi. I want you to be happy. Ở tại sao phải có chữ be ở đây vậy mọi người? Bởi vì bây giờ là không phải là đi hay là về nữa, mà là vui. Mà mọi người biết vui rồi, một khi là vui là tính từ hoặc là danh từ gì đó thì nó phải có động từ to be vô. Mà sau want to thì động từ của nó phải nguyên mẫu, đó là lý do. Mọi người không cần biết cái do luôn cũng được, giờ học thuộc câu này là đẹp rồi. I want you to be happy, tôi muốn các bạn được vui vẻ. Đó, giống như Trinh vậy đó, muốn mọi người lúc nào cũng vui vẻ học, không có gì áp lực hết. I want you to be happy. Đó, I want you to be happy, dễ không? Dễ, dễ. Tôi muốn ba má tôi được vui vẻ, được không? I want my parents to be happy, được không? Tôi muốn các bạn của tôi được vui vẻ. Đâu rồi mọi người, nói thử coi, vô phát được liền, ăn ngay luôn. Rồi tiếp nha. They didn't want anybody to know their secret. Đây, họ không muốn. À bây giờ thì không muốn mà ở dạng quá khứ thôi, chứ cũng không có gì hết. Ở đây là doesn't want là hiện tại thôi, là đang xảy ra. Ông này không muốn bà này đi, còn này quá khứ nè. Họ đã không muốn bất kỳ ai biết cái bí mật của họ. Đây, they didn't want anybody to know their secret. Tại vì chữ want đi với chữ to, vậy thôi, từ nãy tới giờ nó đều là như vậy hết nha. Đó là xong. Vậy người ta gọi là đúng cấu trúc, đúng không? Còn về ngữ nghĩa thì chỉ cần chữ gì? They didn't want anybody know their secret, phải không? Theo như tiếng dịch tiếng Việt thì nó không có chữ to. Mà như vậy thì sao? Chỉ đúng về nghĩa thôi, còn về ngữ pháp là bị người ta chặn lại liền, phải không? Nếu mà người đi thi. Còn giờ mình biết luôn ngữ pháp luôn rồi. Didn't want anybody to know their secret. Câu này hay quá vậy ta. Rồi, câu này giống trong phim không? Đó, fair ass không có muốn biết secret là bí mật. Secret là bí mật. Rồi, do you want me to lend you some money? Trời ơi, câu này là yêu thích nữa. Bạn có muốn tôi cho bạn mượn một ít tiền hay không? Bạn nào giờ lại đây coi, lại nói chuyện nghe chứ. Rồi, do you want me to lend you some money? Trời ơi, hợp lý quá ha. Ok, chỗ này dùng chữ lend được, tại sao không dùng chữ borrow chỗ này? Không có ai mà hỏi là bạn có muốn tôi mượn ít tiền của bạn không?
Tất nhiên là không rồi. Thà là hỏi là bạn muốn tôi cho bạn mượn tiền không, mình offer, mình hét người ta, mình giúp mình đỡ người ta đúng không? Rồi ok, đây là mọi người, cái này là hữu hiệu ha, dùng được ha. Ví dụ là bạn có muốn tôi cho bạn mượn xe không, nè bạn có muốn tôi cho bạn mượn tập vở sách gì đó hay không. Rồi ba câu này là không có câu nào không xuất hiện trong cuộc sống luôn nha. Rồi ngoài ra người ta còn sử dụng gì nữa, would like in the same way. Thì ngoài cái chữ want là muốn thẳng thừng, bây giờ would like cũng là muốn nhưng mà nó lịch sự hơn. Hồi bữa mình nhớ ở đâu đó mình học would you like gì đó là lịch sự đúng không, kiểu như mình thích mình muốn. Mà lịch sự là would like, thường người ta đi ăn á hay gì người ta mà hỏi vậy, hoặc là mời mọc gì đó. Would you like me to lend you some money? Đó, hỏi câu này thì nó thẳng quá, ngại. Đổi thành would you like, bạn có thích mình cho bạn mượn tiền không? Thích chứ bạn ơi. Không nói chứ cũng không cần thì cũng không có thích mượn đâu bạn ơi. Phiền lắm. Rồi, would you like me to lend you some money? Cho luôn thì được. Chứ mượn kỹ. Rồi, xong. Vậy là cái thứ nhất đơn giản. Cái thứ hai. À, cái gì đó ở đây gì đây, mình cũng sử dụng cấu trúc là cái động từ gì đó ai đó to, ví dụ như là gì, à ở đây ngoài cái chữ mà want to ra, à thì những cái chữ thêm to khác nó cũng có thể hoạt động giống như vậy. Ở đây mình coi mình có mấy chữ nha, rồi ghi nghĩa đó mọi người cần. Thứ nhất là chữ ask là yêu cầu nha, ask có nghĩa là hỏi, đồng ý, không có vấn đề gì ngay cả. Ngoài ra còn nghĩa là yêu cầu, chứ nhiều khi dịch hỏi không không ra vấn đề nha. À, lát nữa thử coi là hỏi hay là yêu cầu nha. Tell là nói thì mọi người biết rồi. Advice là khuyên nha. Advice đọc là advice đây cho mọi người coi. À, phát âm nha. Đây chữ này đây. Trời. Advice Advice. nè. Rồi, advice nha là lời khuyên hay là khuyên người ta. Nó là động từ hay danh từ gì cũng được thì phải. Advice đây danh từ có luôn hay sao á? Rồi cả đống đây luôn rồi. Rồi ok, nói chung là lời khuyên, khuyên nhủ. Tiếp theo là expect, chữ này đọc là vậy nè, x rồi back cờ thờ vô, nó có chữ x rồi nó có chữ pack, phía sau có chữ cờ chữ tờ nè, Expect. expect, back cờ thờ vô, expect. Expect lại có nghĩa là gì, là mong đợi, trông chờ. Rồi tiếp theo persuade, chữ này khó đọc nè. Sao bữa nay chơi cho ngữ pháp khó dở, cho từ vựng khó dở. Rồi chữ này đọc như vậy nha mọi người, không có bờ su nha. Persuade. Persuade. Đó. Persuade. Per. Xong rồi suade. Per nè. Rồi suade nè. À, persuade. Làm lại nha. Persuade. Rồi ok. Persuade là thuyết phục. Rồi chữ cuối cùng khỏi dịch đi, quá là quen rồi, teach là dạy ha. Rồi giờ mình có câu luôn nè mọi người, nó cho vô câu mình luôn. Sue asked her friend to lend her some money. Rồi là Sue hỏi một người bạn hay là yêu cầu một người bạn cho cổ mượn tiền. Thì đây mình là yêu cầu cho mượn tiền. Tiếng Việt mình có thể hỏi mượn được đúng không? Hỏi mượn ý là cái gì? Là cũng là nó phải cho mình mượn nó chứ còn gì nữa không? Rồi Sue asked a friend to lend her some money. Sue đã hỏi mượn tiền một người bạn. Trong tiếng Việt mình sẽ nói theo kiểu như vậy đúng không? Câu này là hỏi một người bạn để cho cổ mượn tiền. Ok. Sue asked a friend to lend her some money. Rồi đọc vài ba lần cho nó quen. Giờ đổi nè. Không mượn tiền nữa, mượn cái khác được không? Rồi nghĩ ra cái gì cho mượn cái đó. Thử đổi thành câu khác cho mọi người coi. Còn không đổi chủ ngữ luôn được không? Được. Không hỏi bạn nữa, hỏi ba má được không? Được. Hỏi ba má cho mượn cái nhà. Ok, kiểu vậy á. Rồi thích đổi vô tư luôn, đổi thành cái khác. Tiếp câu thứ hai. I told you to be careful. Tôi đã nói với bạn là cẩn thận rồi. Trong trường hợp này là đứa kia đã đụng đầu hay là bị cái gì rồi, cho nên là nãy nó là I told you to be careful. Tôi đã nói với bạn là phải cẩn thận rồi. Ok. Rồi câu này nghe quen không mọi người? Quen quá. Giống như mấy đứa bạn á, nó đã cảnh báo mày rồi, cái thằng đó là nó không có được đâu, ví dụ chẳng hạn vậy đó. I told you to be careful. I told you to be careful. Bữa nay cái lưỡi nó có cái mục cho nên mấy cái âm r đọc nó hơi cứng mọi người ơi, đau quá. Cứ cứ giống như là bắt đầu sự nghiệp nó đã như vậy tới bây giờ nó mãi luôn á. Uống miếng nước rồi, đau quá. Uống cũng không được, uống nước thường, uống nước muối. Trời ơi, tại vì kiểu chỉ có nước muối loãng nó mới không bị đau. Mọi người uống nước thường, nước trắng gì mà nó cũng đau, nó ngộ ghê. Ok, anh quay trở lại bài mình nha. What do you advise me to do? Đây, bạn khuyên tôi làm gì? À, câu này thực ra bình thường mình có cách khác để hỏi không? Có.
Thường bình thường mình sẽ hỏi là what should I do đó mọi người, phải không? Tôi nên làm gì? Còn bữa nay người ta dạy cho mình cấu trúc này thì mình xài thêm cho nó linh hoạt đó, cho nó màu mè. What do you advise me to do? Bạn khuyên tôi nên làm gì đây? Hay quá ta. Câu này mọi người hỏi mình hoài à. Giờ mình yếu tiếng Anh làm gì? Đi coi kênh nè, học nè, chứ giờ mình không biết làm sao nữa hết mọi người ơi. Nói chung là tính bằng thời gian thôi, chứ thời gian và công sức, chứ ngoài ra không có. Ví dụ như mà tìm cái gì vô một cái mà không biết, hay là như cái thẻ nhớ bắn vô một cái là nó qua. Trời, mình tình nguyện bắn và chia sẻ hết cho mọi người vô kiến thức, nhưng mà không có, này phải học, phải tự làm nó mới được nha. À, chứ còn không có truyền công lực như là phim trưởng được á. Không, à đúng rồi, giống như phim phim Trung Quốc á, võ thuật gì á, truyền cái truyền nội công qua cái đứa nó giỏi như máy bay luôn, trời ơi, không có được đâu. Rồi, I didn't expect them to be here. À, tôi không có mong đợi họ ở đây. Tức là không muốn ở đây, tức là nó có mặt không đúng lúc đúng không? I didn't expect them to be here. Đó, hoặc là không to be thì to khác cũng được. Tôi không có mong chờ họ mượn tiền tôi chẳng hạn. Đó, chữ mượn tiền nãy giờ nó xuất hiện quá nhiều cho nó ở lại luôn luôn. Rồi, I didn't expect them to borrow money from me. Bây giờ là mượn kiểu borrow nữa, chứ không có mượn kiểu lend nữa. À, lend cũng được chứ. Tôi đâu có trông chờ họ cho tôi mượn tiền. Cũng được. Bữa nay mượn tiền như có cái điểm gì không vậy? Rồi, we persuaded George to come with us. Đây, chúng tôi thuyết phục George hãy để đến với chúng tôi. Đó, tức là rủ này đi đâu đó, nó mà không chịu đi. Bây giờ phải năn nỉ đó, phải thuyết phục nó. Câu này hay không? Hay. Thuyết phục, cái chữ này thường ngày có hoài luôn á. Ví dụ như là chúng tôi thuyết phục sếp cho chúng tôi đi du lịch chẳng hạn. Đâu thử nó. We persuaded our sếp là our boss đúng không? To travel. Đúng rồi, đi du lịch vậy thôi, còn ổng cho đi du lịch nói sao không biết nha. Cầm kềnh quá. À, thuyết phục sếp để ổng book tour du lịch cho chúng tôi đi. Cái đó thì nói được. We persuaded our boss to book a tour for us. Ok, được rồi, có một vé đi du lịch rồi. Rồi mọi người cứ việc đổi thoải mái nha, như nãy giờ. I taught my brother to swim. Tôi đã dạy em trai tôi bơi. Hay quá nè. Rồi mọi người dạy ai cái gì đâu, nói thử coi. Hoặc là ai dạy cho mọi người cái gì đâu, mọi người nói thử coi. Chinh chỉ cho mọi người nói tiếng Anh. Đó, làm được câu đó đi, cảm ơn rất nhiều luôn mọi người. Đó, rồi đây nè, xong hết rồi. Vậy là xong cái phần mà yêu cầu hay là muốn ai làm cái gì là giờ mình nói được trong giới hạn này ha. Ask, tell, advise, expect, persuade, teach. Đó, kiểu này là mình nói được cũng nhiều rồi đó ha. Nãy giờ mỗi câu mọi người làm ra hai chủ ngữ khác hoặc là hai cái con người khác đấy đi là nó ra được cả nãy giờ mấy chục câu rồi đó, nhiều rồi đó. Rồi bây giờ tiếp nha. I told you to. I told you not to. Rồi bây giờ nha. Tôi biểu bạn làm và tôi biểu bạn đừng có làm. Ok. Một cái là kêu người ta làm. Ok, không biết cái này viết sao nữa. Kêu làm. Một cái là kêu kêu đừng có làm. Ok. Rồi giờ nè. Wait for me. Đợi tôi với. Ok. Don't wait for me. Đừng đợi tôi. Cảm ơn vì đã không đợi em luôn nè. Trời ơi, hay quá vậy. Rồi con em, nhỏ này tên em, này tên mi, à này là tôi hả? Ok, là em nói là em told me to wait for her. Là cái này dịch ra cái hiểu liền nè. Em kêu tôi đợi cổ, phải không? Rồi, còn Paul told, cái câu này là đừng đợi là Paul, Paul nè, chữ này đọc sao ta? Sao cái tên này mãi mãi đọc hoài, nghe hoài luôn mà sao mình đọc mình không mấy ta? Cậu của mình á, cậu ruột của mình tên này luôn, ông ngoại mình chơi sang lắm nha, hồi đó đặt tên cậu mình tên khai sinh bằng tên này luôn, nhà mình kêu bằng cậu năm bon nữa. Nhà bên mình không biết cái chữ này tiếng Anh đọc ra Paul. Paul. Ok rồi, đọc nhớ lần này là đọc đúng nha, Paul chứ không phải Paul. Paul chứ, đúng rồi đó. Rồi Paul told Sue not to wait for him. Paul, Paul kêu Sue, dịch ra tiếng Việt là Thu. Bon kêu bạn Thu à, đừng đợi cổ, đừng đợi ảnh. Ok, rồi. Cái này dễ quá hả? Dễ không? Cũng dễ mà. Viết sao đọc vậy? Chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là told me to. Đó, nhớ told me not to với là told me to. Đó là vậy. Nói hai ba lần là nhớ à, không sao đâu. Quan trọng là không biết có nói không nữa đó. Chứ mình sợ mọi người coi video nghe chứ phê pha quá rồi. Ok, dẹp đóng lại xong nghỉ luôn. Phải nói lên thì mới nhớ nghe. Không nói thì đừng trách tại sao mà sao coi lâu đó như vậy mà sao không có lên được trình. Đây. Rồi bây giờ tới Mac và Led.
Makevelet thì sao nhỉ? Sau Makevelet thì chúng ta không sử dụng chữ to. À ở đây á, ở trên này nãy giờ đều là to gì đó đúng không? Ở đây tone thì to cũng giống vậy thôi. Còn giờ Makevelet thì nó không dùng to, và Makevelet thì có nghĩa là gì? Make là làm cho, còn let là để. Make á, là làm cho, tức là bắt buộc, giống như nha, là bắt buộc ai làm cái gì á, gọi là khiến, mới kiếm là chữ này hay quá ta, khiến cho ai làm cái gì. Còn let á là để, cứ để cho nó tự nhiên, cứ để chuyện đó cho nó xảy ra. Đâu giờ mình thử dịch vô câu và mình sẽ biết liền luôn nè. He's very funny, anh ấy rất là vui. He makes me laugh, ảnh làm cho tôi cười, đúng không? Đó là làm cho tôi cười, khiến cho tôi cười, thấy không? Rồi, cái chỗ mà note này rồi, lấy cái viết gạch đeo luôn mọi người, đừng đọc nó nha, đừng nhìn gì hết luôn, gạch bỏ luôn, không quan tâm luôn, chỉ biết câu đúng này thôi được nha. Rồi, at school our teacher makes us work very hard. Nghe câu này đau lòng quá. Ở trường, cô giáo á, bắt chúng tôi phải làm việc rất là cực nhọc. Làm việc gì đâu, bắt học thôi mà. Mà chưa có ai học mà chết tôi nha. Ráng thì không sao đâu, chỉ có áp lực quá thì ấy thôi, chứ học không thôi thì không sao hết. Mà đừng để cái gì nó áp lực mình quá, vừa phải thì nó ok đúng không? At school our teacher make us work very hard. Rồi vậy nha, cái việc học nó không áp lực, cái việc bị bắt học nó mới áp lực. Rồi tiếp theo, y cái câu trên này chế ra được nhiều thứ lắm nha. Ở chỗ làm sếp bắt tụi tôi làm quá trời. Trời ơi, y chang luôn, chỉ cần đổi một chữ thôi là xong. Rồi, ở chỗ làm đúng không? Đêm thoại đổi thêm chữ boss nữa là xong. At work, our boss makes us work very hard. Nhưng mà không làm việc vậy sao có tiền trả lương đúng không mọi người? Cho nên thấu hiểu cho sếp đi. Thời nay làm sếp mình thấy khó hơn làm nhân viên nhiều lắm nha. Rồi, Sue let me use. Đây, tới bây giờ tới let rồi nè. Sue nó để cho tôi sử dụng máy tính của cậu, bởi vì cái của tôi là cái máy tính của tôi đó, nó không có làm việc được. Rồi bỏ, gạch bỏ, thấy cái chữ nó này bỏ gì mình nha, gạch thẳng luôn, đừng nhờ đọc luôn, đừng thèm nhìn nó luôn. Rồi, Sue let me use, Sue để tôi xài her computer because mine wasn't working. Đó, Sue để cho tôi xài máy tính của cổ bởi vì máy tính của tôi hư rồi đó. Wasn't working, không có hoạt động được mà ha. Rồi, bạn tốt quá. Tiếp theo, you can say, bạn có thể nói là let's. Chữ let này á là viết tắt của chữ let us, có nghĩa là, có nghĩa là gì? Hãy cùng nhau. Hãy cùng nhau. Cái chữ let ở trên kia á thì là su nó để cho tôi xài máy tính, có nghĩa là su nó có xài không? Không. Lúc đó chỉ có một mình tôi xài thôi. Lúc nào nó xài thì nó xài, lúc nào tôi xài là tôi xài, chứ hai đứa nó không có xài chung. Còn let này khi mà có let thêm us, mà đã us thì phải là gì? Chúng ta là cả người nói người nghe đều làm. Come on, let's dance. Đó, let's dance là hãy cùng nhau nhảy nha. Rồi, nhắc tới đây thì không thể nào quên được cái cuốn sách mơ ước của mình, mình chưa bao giờ được học, là sách Let's Go, hãy cùng nhau đi. Đó, cuốn này hồi trước á, mình lúc mà mình còn nhỏ, mình thấy mấy bạn mà học lớp ngày được học cuốn này, và nó là thèm chảy nước miếng luôn, nhưng mà không có được học mọi người nha, chưa bao giờ được cầm tới nó luôn. Ước mơ á, nói chung là cũng nhờ vậy cho nên nó mãnh liệt, rồi về sau học nó mới tốt được, mình nghĩ vậy. Chứ nếu mà mình được học tiếng Anh từ nhỏ, chắc mình cũng ỷ lại lắm á. Rồi, shall we go out tonight? Tối nay đi chơi được không? No, I'm tired. Không, tôi mệt lắm. Let's stay at home. Ở nhà thôi. Tức là sau khi nói này xong là hai đứa cùng ở nhà luôn. Được chưa? Ok. Còn, let me stay at home là để tôi ở nhà thôi. Bạn cứ đi. Thấy không? Rõ ràng nha. Sao giờ nó rõ dữ vậy ta? Đó, cái mẫu này nói chung là thấy ok, thông thoáng, dễ dàng, dễ chịu. Rồi, làm bài thôi. Nếu mà cô chú anh chị em và các bạn nào thấy mà cái này nó còn rối rối quá thì lên đọc lại, dịch lại, coi cách dịch cái câu đó lại, hay dịch ngược lại, dịch xuôi, dịch ngược, dịch ngược, dịch xuôi, một hồi nó cũng vô à, yên tâm. Cấu trúc này là giống tiếng Việt lắm rồi. Viết cái câu mà có I want you và I don't want you và do you want me là gì? Tôi muốn bạn, tôi không muốn bạn, bạn có muốn tôi hay không? Trời ơi, hỏi cái gì kỳ vậy má. Nhưng mà không sao đâu, ráp vô câu rồi thì nó sẽ đàng hoàng, thẳng thớm lại. You must come with me, bạn phải đi với tôi. Thì có nghĩa là I want you to come with me, tôi muốn bạn phải đi với tôi. Đó, chữ want này nó mạnh như vậy, cho nên người ta mới có cái chữ would like để cho nó nhẹ hơn chút xíu không. Nhưng mà ở đây nó không cần thì thôi, để mình chỉnh cái chữ cho nó nhỏ nhỏ lại miếng ha. Chữ này viết vô họ đụng hàng tùm lum. Listen carefully, listen carefully là nghe kỹ nè. À, tôi muốn các bạn phải nghe luôn.
I want you to listen to me. Tại chữ listen nó đi với chữ to thôi chứ không có gì hết nha. I want you to listen to me. Đó, giống như listen to music vậy đó. Là hai đó đi chung với nhau từ đó giờ. Vậy thôi, không có gì hết. Nó đi với gì khác là tụi nó đánh ghen nhau đó. Please don't be angry. Làm ơn, đừng có giận. À, please don't be angry at me. Rồi, chữ at là do tự mình chế ra. Không nói giỡn mọi người, mình không có cái năng lực đó. Tại vì nó không vậy á. Đừng có tức giận tôi. Trong tiếng Việt là chữ giận nó đi với chữ tôi liền. Còn trong tiếng Anh á, giận vào tôi. Nó giống như là cái định mệnh nó vận vào người vậy đó mọi người. Nó phải có chữ at nó mới chịu được. Tại tiếng Anh người ta bắt buộc có chữ at nha. Chứ không phải tại Trinh thích thêm không. Trinh mà thích thì Trinh trả thành thêm. Khỏi đi cho nó giống tiếng Việt nhưng mà không được nha. Ok, rất là không được. I, ủa? Please don't be angry. I, ôi trời ơi. I don't be, ê nói kỳ á. Please don't be angry. I don't angry at you. Chứ đang nói gì vậy trời. Please don't be angry. Làm ơn đừng có giận. Là I don't angry at you. Ủa cái gì vậy? I don't get angry at you. Là đứa nào nói với đứa nào vậy? I don't want you. Quên. I don't want you to be angry at me. Hả? Phải vậy không? Giảng cho đã rồi nói câu gì vậy trời? I don't want you to be angry at me. À đúng rồi, câu này đúng nè. Câu nãy bỏ rồi mọi người. Nãy đang làm gì? Ờ phải không vậy? Ờ đúng rồi. Tiếp, shall wait for you. À quên cái khúc trên này, hàng chi đấu ra gì đâu. À này nó có chữ one sẵn. Trời ơi sẵn quá đi. Rồi tiếp nè. Shall I wait for you. Mình có nên đợi bạn. Ờ mình sẽ đợi bạn. Đã không. Rồi vậy là do you want me to wait for you. Rồi ok. Chấm hỏi vô là đợi xong. Rồi đúng rồi đó mọi người. Do you want me to wait for you. Bạn có muốn tôi đợi bạn hay không. Ok. Shall I wait for you. Do you want me to wait for you. Ờ đúng rồi đó. Rồi don't phone me tonight. Đừng có gọi cho tôi hôm nay. À vậy là tôi không muốn nha. I don't want you to call me tonight. Rồi tôi không muốn bạn gọi tôi tối nay. Dứt khoát vậy luôn hả? Ừ không gọi thôi. You must meet Sarah. À bạn này đâu giờ cái chữ này học rồi nè. Có ai nhớ không? Must là phải. Rồi ai không nhớ thì lật lại bài phải coi nha. Lật menu lại coi có cái phải trong đó đó. Bạn phải gặp Sarah. Là tôi muốn bạn phải gặp Sarah. I want you to meet Sarah. Mình cũng muốn các bạn gặp Sarah lắm mà chưa có cơ hội. Sarah là cô giáo cũ ngày trước của mình. Cô giáo mà dạy cho mình để mình đi thi đậu đại học và mở ra mọi thứ cho mình. Nói chung là mở lại chứ không phải mở ra nữa. Tại trước mình có một thời gian là thất vọng về tiếng Anh lắm. Cô đó là người tìm lại niềm đam mê cho mình. Cô đó dạy mình đúng kiểu là học tiếng Anh giao tiếp luôn á. Và rất là thấu hiểu. Kiểu như cô mình á, khó lắm nha. Khó cực kỳ. Nhưng mà vui cũng vui cực kỳ luôn. Kiểu như là học cô một khi mà vô mà làm bài tập này kia xong hết rồi, vô chơi không luôn, khỏe lắm mọi người. Mà vô không học bài thì nhìn thấy cảnh chửi thì thôi nhé luôn á. Khó lắm, dữ lắm nha. Nhưng mà dễ thương lắm. Về sau này á, cô đó là lúc mình đám cưới là cô đại diện bên nhà trai nói chuyện với ba mẹ mình giùm. Tại vì hai ông bà đâu có nói tiếng Việt đâu. Rất là dễ thương luôn. Ok, anyway, trở lại vô đây. Look at the pictures and complete the sentences. Nhìn vô cái tranh này hoàn thành câu. Đã dễ xấu còn bày đặt dễ hình hoạt hình nữa. Chứ chán thiệt luôn á. Không muốn nói nữa luôn. Đã dễ xấu còn dễ cho cố vô rồi dễ. Còn nè, Du nè. Du coi Du nè, nó đối xử với mình vậy nè mọi người. Trời ơi, dễ gì như cái hộp dịch lộn vậy trời. Quá trời, quá đất luôn. Dễ giống như là con gì búp bê cầu nắng hả? Come on, let's go to the cinema. Để coi nó ví dụ xem nha. Come on, let's go to the cinema. It's a good film. Thôi nào, hãy cùng đi rạp chiếu phim nào. Nó là một cái phim hay. Ok là cũng được thôi. Có nghĩa là Dan persuaded me to go to the cinema. Thằng Dan á, nó thuyết phục tôi đi vô rạp chiếu phim chung với nó. Ok. Rồi, vậy là mình sẽ viết cái lời thoại cho mình hả? Mình dịch lại cái lời thoại đó. Rồi, where's the station? Cái trạm ở đâu? Ok, turn left after the bridge. Thì cái bà này chỉ cho mình là quẹo trái sau cái cây cầu. Ok, rồi nhìn cái mặt mình nè.
đó mình dễ thêm, mình đeo mắt kiến trồng vàng đó. Đó trời ơi, đây để Trinh vẽ cho, xuất sắc không kém luôn. Sau khi được bà trả lời thì cái mặt mình vậy. Tiếp theo nè, I wanted to get to the station. Cái câu của mình là tôi muốn đi tới cái trạm, đúng không? Thì một cái woman, a woman told me to, bà kêu mình làm gì? Turn left after the bridge. Đó, đây là thật là câu chuyện kiểu này nè. Tôi muốn đi tới cái cầu thì một cái bà kia bà kêu tôi là quẹo trái sau cái cây cầu đó. Gì vậy? Tôi muốn đi tới cái trạm mà cái bà đó bà kêu tôi là đi tới cây cầu xong mà quẹo trái. Rồi, ok. Ai muốn học thêm về cái phần mà chỉ hướng này, mọi người học trong phần nghe, phần từ vựng nha. Nếu mà kiếm hoài không thấy thì bình luận vô đây, Trinh sẽ kiếm, Trinh gửi lại cho. Có khi Trinh kiếm cũng không ra. Chán vậy đó. Rồi, Brian wasn't well. Đâu rồi, Brian đâu? I'm not well. À, nó nói là nó không khỏe. Nhìn mặt là biết bệnh rồi. You should go to the doctor. Bạn nên đi bác sĩ đi. Thì lúc này là I advise Brian to go to the doctor. Đó, tôi khuyên nó nên đi bác sĩ đi. Ok. Can you help me? Rồi cô Linda hỏi mình là có thể giúp cô được không? Hỏi thì cô làm biếng. Linda had a lot of luggage. Linda có rất nhiều hành lý. She asked me to help her. Rồi đây, kêu tôi để giúp cô ấy. Alright. Thật ra nhiều lúc mình cũng muốn giúp mọi người lắm á. Nhưng mà khổ nỗi biết sao không? Không ai kêu mình giúp luôn á mọi người. Tại thấy cái thân mình á còn không xong nữa nên không ai kêu hết trơn. Người ta toàn giúp mình không mà mình đi đâu cũng vậy luôn. Lực bất tòng tâm lắm chứ không phải ích kỷ đâu. I was busy. Rồi tôi bận rộn. I'm busy now, come back in 10 minutes. Bây giờ tôi bận rồi, quay trở lại sau 10 phút. Đeo kính đen ghê vậy, cướp ngân hàng hay gì? Nó cướp ngân hàng rồi, chắc chắn là cướp ngân hàng rồi. Nó không có quay trở lại đâu. Nó xiên luôn bây giờ đó. I was busy, I told. Đứa này tên gì vậy? Tom to come back in 10 minutes. 10 phút nó quay trở lại cũng có hết bận đâu. 10 phút mà giải quyết được công việc gì đâu đúng không? Nó chỉ nói như vậy thôi. Kêu thằng này đừng có trở lại luôn thì có. Ok, không, cái này là suy luận của mình thôi nha, mình vẫn viết như vậy đúng rồi. I was busy, I told Tom to come back in 10 minutes. Hay quá nè. Giống như là bạn lên đưa phòng, đưa sếp ký gì đó, cái sếp kêu đi về đi, cái trưởng phòng của mình hỏi ủa sao em quay về, nó là sếp bận rồi, sếp kêu em đợi một chút đó. The boss ở gì? Our boss was busy. He told me to come back in 10 minutes chẳng hạn. Đó, được hết luôn mọi người. Cái gì cũng giải quyết được hết. Hôm nay nói chứ cũng quá trời câu rồi đó. Giờ mình học năm mươi mấy bài, không lẽ mình không nói được năm mươi mấy câu sao đúng không? Năm mấy câu. I wanted to make a phone call. Rồi tôi muốn gọi điện thoại. Can I use your phone? À, can I use your phone? Câu này quen không? Quá là quen, học rồi luôn. Mình có thể dùng điện thoại của bạn không? Of course. Rồi, cho mượn luôn. I wanted to make a phone call. Paul let me use his phone. Ảnh cho mượn cái điện thoại của ảnh luôn. Tại biết tại sao giờ không là du nữa không? Tại vì chủ ngữ của mình là cả thằng Paul rồi. Mà tại vì nó đây, còn mình đâu phải là nó hay là đối diện nó đâu. Mình là giai thứ ba rồi. Cho nên giờ phải kêu nó thành mà anh ấy, đúng không? Tôi muốn dùng điện thoại. Thì Paul cho mượn điện thoại của ai? Của ảnh à, chứ không phải của du nữa. Số 7, don't phone before 8 o'clock. Đừng có gọi trước 8 giờ nha. Rồi, Sue is going to phone later. À, ok. Bạn Su nó sẽ gọi. Lát nữa Su sẽ gọi thì I told her not to phone before 8 o'clock. Và tôi kêu cổ là đừng có gọi trước 8 giờ. Ok, not to phone before 8 o'clock. Not to, tại vì là đông nè, thì not to. Rồi, ok. Do you play the piano? Bạn này hỏi. Cái cô này thì cô nói yes, my mother taught me. Có, mẹ tôi có chỉ tôi chơi piano. And mother taught her to play the piano. Piano viết kiểu gì vậy? Piano, ok. Xong rồi mọi người, hình như là xong rồi đó. Có sai gì nữa không ta? Vừa làm vừa nói chuyện rồi cái quên rồi cái. Thôi đọc lại đi cho chắc nha. Đọc lại đi, cái này hoạt hình nè. Cũng không vui cho lắm. Nhìn chỉ có cái buồn cười thôi. Bà này sắp thảm đi tập yoga hay gì vậy? Bà này cái cầu gì xấu quắc kìa trời.
Còn cái áo bẩn kìa, trời ơi thiệt luôn á, lòi lên tùm lum mà. Còn ông này cái đầu ai cũng ngộ ha, cái đầu ông này giống như là xịt keo xong rồi ông lấy cái nĩa ông vuốt ra vậy đó. Còn mấy người này thôi, bà này đội nó nón bảo hiểm luôn nè, trời ơi là trời. Alright, đọc lại nè. Dan persuaded me to go to the cinema. Đó, này thuyết phục tôi đi rạp chiếu phim. Hay là tôi thuyết phục mẹ tôi đi shopping được không? Đó, câu đó mọi người viết được đó. À, là viết sao? I persuaded my mom to go shopping. Dễ quá là dễ luôn ha. Rồi, I wanted to get to the station. A woman told me to turn left after the bridge. Tôi á muốn nấu súp nhưng mà mẹ tôi kêu đi mua ăn cho rồi đi. I wanted to make some soup. My mom told me to buy it or to order it. Đúng rồi, to order. Trời ơi, chữ order mọi người cũng biết mà, đúng không? Order luôn đi, order ăn đi, khỏi nấu chi mệt lắm. Brian wasn't well. I advised Brian. Ê, chữ này mình đổi thành chữ him đi cho nó xuống câu ấy. I advised him to go to the doctor. Tôi khuyên ảnh đi bác sĩ đi. Rồi, hoặc là gì nữa? Coi như ông này bị đau răng đi, mình khuyên ổng đi nha sĩ, mình nói làm sao? Brian has a toothache. I advise him to go to the nha sĩ, dentist. Còn không nhớ thì nói thuốc doctor. Ok, chắc cũng hiểu quá. Nghi vậy lắm, chắc là được. Không nói giỡn chứ dentist nha. Rồi, Linda has lost luggage. Chữ này luggage, mọi người muốn học chữ nào? Là hành lý nè. Cô này có rất là nhiều hành lý. Rồi, chữ đọc là lock và gate. Lock nè, gate nè. Luggage. Chữ G, chữ Y rồi mới tới chữ J nha. Lock, gate. Lock, gate là hành lý. Linda has lots of luggage. She asked me to help her. Đó, cổ có nhiều hành lý và cổ kêu tôi là giúp giùm cổ đi. Rồi, ok. Bạn tôi có rất là nhiều bài tập và nó kêu tôi là giúp nó đi. Cũng được nè. My friend has a lot of homework. She asked me to help her. Đó, hay quá trời luôn. I was busy. I told Tom to come back in 10 minutes. Tôi rất là bận nên tôi kêu cái thằng Tom này trở lại sau 10 phút. I wanted to make a phone call. Tôi muốn gọi điện thoại. Paul let me use his phone. Tôi muốn đi shopping cho nên anh này cho tôi mượn xe của ảnh. À, I wanted to go shopping. Sao cái đầu nó cứ shopping với ăn không á ta? Kỳ vậy trời. Paul let me use his car chẳng hạn. Rồi, Sue is going to phone later. Rồi, I told her not to phone before 8 o'clock. Thì này có thể là gì? Giống như em mình nó muốn tới chơi với mình là mình phải nói nó tới sau 8 giờ tối thì mình mới rảnh để chơi với nó chẳng hạn. My sister is going to come later. I asked her not to come before 8 o'clock. Được nè. Ok. Hoặc là cái này là gì biết không? Shipper muốn giao hàng và tôi kêu ảnh là đừng có tới trước 5 giờ chiều, ví dụ như trước 5 giờ các bạn đi làm chưa về chẳng hạn. Đâu nói thử coi, có nói được á, đảm bảo được luôn. And mother taught her to play the piano. Đây, mẹ của em dạy cho bạn nó chơi gì, chơi piano. Đây, bác của mình dạy cho mình biết bơi chẳng hạn. My uncle taught me to swim. Bác mình dạy cho mình biết bơi. Còn một bác khác là dạy cờ vua. My uncle taught me to play chess. Đó. Nhưng hiện giờ thì chỉ biết bơi thôi chứ còn cờ vua thì đã quên lâu rồi. Ok, nói chung nhà mình là mấy cô, mấy bác của mình, ba mình đều là tất cả mọi người trong nhà mình đa số là làm giáo viên và huấn luyện viên hết. Về tất cả các môn, mỗi người một môn khác nhau. Rồi, đúng rồi, có ai muốn học cờ vua không và có ai muốn học bơi, học bơi mà không cần phải không cần mất thời gian lâu, trong vòng 1 tuần là biết bơi nha mọi người. Trinh là Trinh học 4 ngày biết bơi á, mà lúc đó là Trinh là người lớn rồi, lúc đó là Trinh là 19 20 tuổi rồi á, nhưng mà vẫn học 4 ngày biết bơi mọi người, hay không? Đó, bác của mình dạy là 1 tuần lại biết bơi. Cam kết luôn á, cái đó là dám chắc cú luôn. Đó, ai muốn học bơi hay là học cờ hay là các bé nghỉ hè có muốn học ở Sài Gòn nha mọi người. Học bơi ở Sài Gòn còn học cờ là online, ai muốn học ở đâu trên thế giới này cũng được. Rồi tiếp nha, 52.3, 5 phút quảng cáo đã xong. Duy nhất một cái quảng cáo mà không phải cho bản thân mình luôn. Ok, còn ai muốn học Anh văn thì đừng có đăng ký mình nha, hết chỗ luôn mọi người ơi. Ráng thì mọi người học ở đâu cũng vậy, học với mình là để thêm chút xíu thôi. Chứ mình dạy luôn thì thật sự mình không có thời gian để kèm hết tất cả đâu. Và học thì cũng học nhiều người nha, học một người từ nhỏ tới lớn thì cũng chưa chắc là hay đâu. Rồi, complete the sentences with the verbs in the list. Hoàn thành với cái câu trong này, cái chữ trong này, hoàn thành câu với những cái chữ này.
Và chắc chắn là phải để coi coi. Đôi lúc có to, đôi lúc không có to. Vậy là có chữ gì có to, chữ nào không có to? Hồi nãy ta nói với mình là chữ nào? Chữ make với chữ let nó không có to phải không? Rồi nhớ nha, make và let là không có nha, còn lại có. Please stay here, I don't want you to go. Đó, nó sến tới rồi đó. Rồi nó bỏ chữ go này cho mình rồi. Làm chữ nào gạch bỏ chữ đó ha. Cái nào không biết mình bỏ qua, lát mình quay lại, không có gì hết. I didn't hear what she said. Tôi không có nghe được bà nói cái gì. Cho nên tôi kêu bà là lặp lại đi. So I asked her, ask là có to nè, to repeat. Thì repeat ở đây mà là lặp lại. Và chữ ask ở đây mọi người nói là chữ yêu cầu, dịch là yêu cầu ha, chứ không có hỏi nha. Không có dùng chữ hỏi. Chữ ask trong bài này đa số dịch là yêu cầu hết luôn. Tôi không có nghe cô ấy nói cái gì, cho nên tôi kêu bà lặp lại. I didn't hear what she said, so I asked her to repeat it. Lặp lại nó, lặp lại cái lời bà nói. Rồi, shall we begin? Chúng ta bắt đầu được chưa? No, let's, đợi chút xíu. Đâu, chữ đợi đâu rồi? Đợi đây. Let's wait. Let's, không có đi chung với cái gì hết. Let's wait, vậy là xong rồi đó mọi người. Shall we begin? No, let's wait a few minutes. Không, đợi vài phút nữa đi rồi bắt đầu. Tiếp nè. Are they already here? Họ đã ở đây rồi hả? I expect them much later. Tôi hy vọng là họ đến trễ hơn một chút. I expect them to arrive. Rồi, arrive đây là có nghĩa là đến mọi người. Biết chữ arrive này chưa? Chưa biết chỉ đọc nè. Arrive ở đây mọi người. I arrive, quan trọng có chữ r, chữ v vô. Arrive. Arrive. Đừng có arrive nha. Arrive. Nó nhiều công đoạn lắm. Không có cần phải gấp. Arrive nha, là đến, đến nha. Chữ này nghe là đến. Nhìn vậy chứ có bạn không biết chữ này nha. Mới phát hiện gần đây là có chữ chữ này nhiều người quên hay quên. Tại vì chữ đến mọi người dùng chữ không nó dễ hơn đúng không? Right, Kevin's parents didn't want him. À, không muốn nó kết hôn hả? Bố mẹ gì kỳ vậy? Bố mẹ là thường hối cưới lắm mà. Kevin's parents didn't want him to get married. Ok. Kìa, có ai muốn vô làm con của bố mẹ này không? I want to stay here. Tôi muốn ở đây. You can't make me. Make me gì vậy? Go with you. À, ok. Tôi muốn ở đây, bạn không bắt tôi đi với bạn được đâu. I want to stay here. You can't make me go with you. Không có bắt buộc tôi được đâu. Và make thì không có đi với cái gì hết trơn, khỏi thêm to luôn. Tiếp câu số 7 nha. Is that your bicycle? Đó là xe đạp của bạn hả? No, it's John. He let me use it. Đảm bảo chữ này chữ use luôn nè. Ủa, không có chữ use hả? Thôi, không có là thôi. Borrow, làm gì căng. He let me borrow it. À, cũng được. Cái này nó dùng chữ use đó. Tại nó không dùng chữ use. Mình thích dùng chữ use. Không có chữ use. Tức luôn. Thôi, bỏ đi. Tiếp nè. Is that... xong rồi, câu này xong rồi. Mary can't come to the party. Mary không có đến tiệc được. She told me. À, to tell you. Này nhìn rồi mới nói nè. Ẩu nữa là chết. Rồi, tell. À, bỏ chữ borrow ra. Borrow xài rồi. Mary can't come to the party. She told me to tell you. Này là bình thường. Told, to, ha, ổn. Tiếp theo. Would you like a drink? Bạn muốn uống không? Would you like me? À, to make. Hi, ok. Would you like a drink? Bạn có muốn uống gì không? Would you like me to make some coffee? Bạn có muốn mình làm một ít cà phê không? Rồi, hợp lý luôn. Anne doesn't like me. Anne không thích tôi. What makes you think that? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Đúng rồi đó. Rồi, chữ make đi với chữ think. Anne doesn't like me. What makes you think that? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Cái gì á? Cái gì làm cho bạn nghĩ như vậy? Cái gì làm bạn nghĩ vậy? Hay là tại sao bạn lại nghĩ vậy? Trời ơi, hay quá vậy trời. Rồi, ở đây cũng có 10 câu. Mình nghĩ nó cũng hữu hiệu và hiệu quả và công dụng hết sức là đáng ngờ. Nên học luôn. Please stay here. I don't want... Thôi, câu này bỏ đi ghê quá. I didn't hear what she said. I didn't hear what she said. Tôi không có nghe cô nói gì. So I asked her to repeat it. Rồi, câu này quen không? Quen lắm luôn á. Đi học là cứ vậy thôi. Nhưng mà phải nói sao ta? Hồi trước đi học hình như là mình không biết, mình cũng không dám hỏi luôn. Sợ chết đi thôi. Shall we begin? Rồi, chúng ta bắt đầu được chưa? Shall we begin? Mọi người hỏi can we start cũng được, không vấn đề gì cả. So let's wait. No, let's wait a few minutes. Rồi, hãy đợi chút đi. No, let's wait. Gọi là cái gì ta?
chúng ta đi được chưa? Shall we go? Cũng được. No, let's wait for a few hours. Thôi đợi vài tiếng nữa đi đi. Alright, tiếp theo. Are they already here? Nó tới đây rồi hả? Ví dụ cái này là có thể nói gì? Ví dụ là shipper giao đồ á, ủa tới rồi hả? Are they already here? Là nó tới rồi, đồ tới luôn rồi hả? I expect them to arrive much later. I expect them, tôi hy vọng, tôi mong đợi là tức là tôi tưởng là nó sẽ đến trễ hơn chứ. Ok. Rồi, cái này là dùng để thuật lại cái chuyện lại ha. Cũng hay á. Rồi, Kevin's parents didn't want him to get married. Hoặc là nói cái khác rồi. Cha mẹ của bạn này không muốn bạn nó có công việc đi. Kevin's parents didn't want him to get a job chẳng hạn. Đó, với y chang đó là chữ job thôi. Cha mẹ là giống như là để con ở nhà trưng vậy đó, là không có cho đi làm, không cho kết hôn gì hết trơn. Ở nhà làm cậu ấm chơi vậy đó hả? Hay quá vậy trời. I want to stay here, you can't make me go with you. Tôi muốn ở đây, bạn không bắt tôi đi được đâu. Ok. Tôi muốn cái gì anh ta? À, tôi muốn làm việc ở đây, bạn không bắt tôi rời công ty được đâu. Ok, tôi muốn ở đây, bạn không có bỏ tôi vô hộp để đem đi đâu được đâu. Kiểu vậy. Rồi, is that your bicycle? Xe của bạn hả? Không. Vậy đây dùng cái khác được nè. Cái gì ta? Máy tính của bạn hả? Không phải, cái này là có người cho tôi mượn. Is that your laptop? No, it's John. He let me use it. Borrow it. Ok, borrow, người ta dùng chữ borrow, mình chấp niệm là người ta không có chữ use. Trời ơi. Tiếp nè. Mary can't come to the party. Mary không có đến bữa tiệc được. She told me to tell you. Rồi. Vậy giờ nè, sếp không có tới họp được. Ông ấy nói với tôi để nói với mọi người là our boss can't come to the meeting. He told me to tell you. Vậy thôi. Hoặc là không có tới cái chỗ khác cũng được. Would you like a drink? Rồi không uống thì ăn. Bạn có muốn tôi làm pizza hay gì không? Đó này mọi người nói thử, cái này dễ lắm luôn. Tiếp. And doesn't let me, hơi câu cuối thì cũng sến quá rồi, bỏ đi. What makes you think that? Thì ok nè. Tại sao bạn lại nghĩ vậy? À, cái này chữa cho nó bớt sến được nè. Họ không có thích tôi, kiểu như là đồng nghiệp của tôi họ không, à đồng nghiệp của tôi họ không thích tôi. Tại sao bạn lại nghĩ vậy? Tại vì họ không nói chuyện với tôi. Kiểu vậy. Alright, cái gì bài này tính ra tưởng không hay mà nó hay không tưởng nha. Bài này xài được hơi bị nhiều luôn á. I want you to, I told you to. Ok, đẹp quá trời nè. Bữa sau học gì nữa vậy ta? Bữa sau I went to the shop to, à tôi đi đâu đó để làm gì đó. Bắt đầu học hai cái mệnh đề này rồi, thấy nó hay quá mọi người. Bắt đầu câu cú nó rõ ràng được chút xíu rồi đó. Rồi bài trên, bài đó là hay, coi chừng nó kiểu như là bù trừ những bài trước. Rồi, bye bye mọi người. Gặp lại mọi người ở video sau, cái gì đó chưa biết nữa.